Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 2020, chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá mủ của ngày 26 tháng 10 cho bà con. Thì ngày hôm nay ở công ty cao su Phước Hòa thuộc tỉnh Bình Dương, thì tại đây giá mủ ở công ty đã vươn lên dẫn đầu bảng với vị trí số 1. Mủ nước ở Phước Hòa là 358 đồng trên một độ, còn mủ chén thì 11.000 đồng trên một ký. Và đứng xếp ngay sau vị trí thứ hai thì ở công ty cao su Phú Riềng là 355 đồng trên một độ. Còn mũ chén, mũ tạp theo giá quy khô là 320 đồng trên một DRC. Và kế tiếp là ở Bình Long, công ty cao su Bình Long. Mũ nước là 342 đồng trên độ tại nông trường và tại nhà máy là 350 đồng trên một độ. Còn ở Lộc Ninh thì mũ nước tại vườn cây Tiểu Điền là 335 đồng trên độ. Còn tại nhà máy là 340 đồng trên một độ, mũ chén 14.400 đồng trên một ký. Ở Đồng Nai thì mũ nước loại 1 là 328 đồng trên một độ, mũ nước loại 2 là 325 đồng trên một độ. Còn mũ chén là 13.300 đồng trên một ký. Đó là giá mũ ở công ty cao su Đồng Nai. Còn ở E3 Sông Hinh, Phú Yên thì anh chị em Phạm mới vừa chia gửi cái giá về cho chúng tôi, thì ở nơi này ở E3 Sông Hinh, Phú Yên, anh chị cạo được 91 kg và 38 độ 2 và đơn giá là 335 đồng trên một độ và hành tiền là được 1.164.000. Cô bác anh chị thấy số tiền tiền triệu không hả cô bác anh chị? Còn mũ chén thì anh chị em Phạm chia sẻ là 14.000 đồng một ký. Ở Đắk Lắk thì có cô bác anh chị chia sẻ là 320 đồng trên một độ. Còn mũ tạp ở Tân Châu, Tây Ninh thì ngày hôm nay là có anh chị anh Phát Nguyễn chia sẻ ở mũ chén ở Tân Châu, Tây Ninh là 17.000 đồng một ký nha cô bác anh chị. Vậy là cao hơn ở cái địa điểm mà chúng tôi chia sẻ hôm qua. Hôm qua thì chúng tôi chia sẻ mũ chén là 15.000 đồng một ký và cũng có cô bác anh chị chia sẻ nữa là cũng 15.000 đồng một ký và anh chị đó rất là vui, bán được giá 15 anh chị rất là vui. Nhưng ngày hôm nay thì đã lên 17.000 đồng trên một ký hen cô bác chị. 17.000 đồng ở một ký ở Tân Châu, Tây Ninh. Anh chị Phát Nguyễn chia sẻ, Phát Nguyễn ha. Và mũ dây thì 21.000 đồng trên một ký ở đường số 7, thị trấn Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Là thương lái mua với giá là 21.000 đồng trên một ký mũ dây nha cô bác anh chị. Còn mũ chén thì ngày hôm nay cao nhất như chúng tôi mới vừa nhận được thông tin của bà con, của anh chị tên là Phát Nguyễn là 17.000 đồng một ký. Như vậy thì nhìn chung ngày hôm nay giá mũ nước cũng tăng và giá mũ chén cũng tăng nha cô bác anh chị. Thì sáng nay chúng tôi cập nhật được bao nhiêu đây giá và chúng tôi gửi về cho cô bác anh chị. Rồi lát nữa đây từ trưa đến cho đến chiều cũng như là đến tối thì bà con sẽ tiếp tục ở các nơi sẽ tiếp tục gửi những cái giá tốt, những cái giá mà bà con bán mũ hàng ngày như thế nào bà con sẽ gửi về và chúng tôi sẽ tổng hợp và chia sẻ rộng rãi nữa cho bà con ha. Bà con hãy chờ đợi chúng tôi nhé. Video đến đây thì xin tạm ngưng. Hẹn cô bác anh chị bảng giá cập nhật giá mủ vào trưa và chiều nay. Nhân cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Xin chào.